Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang tại Mỹ. Ở ngoài tuổi 80, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang còn minh mẫn nhớ những vở diễn của mình. Nghệ sĩ cải lương gạo cội cố gắng thực hiện mọi sinh hoạt của mình, không muốn phiền hà người thân. Có dịp đến thăm nhà nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang tại Mỹ, chúng tôi thấy nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn dù đã trải qua tuổi 82. Ông đi đứng khá tốt, ngồi thẳng lưng được lâu, giọng nói và bàn tay có chút run rẩy vì mắc các chứng bệnh tim mạch. Thì lực của nghệ sĩ gạo cội rất yếu, hầu như không thấy đường dù đã trải qua ca mổ giác mạc. Được gia đình chăm sóc chu đáo, song ông vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình từ ăn uống ngủ nghỉ. Cái nào làm được thì ông không muốn phiền ai. Bà Thu Phong, vợ nghệ sĩ Diệp Lang kể lại những năm qua, ông mặc bình bắc con trôn, thỉnh thoảng lại lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên khi nhắc đến các vở diễn của mình, nam nghệ sĩ gạo cội đều nhớ rõ từng lời ca. Nhiều đêm Diệp Lang ngủ nằm chim bao, thấy mình trên sân khấu rồi ca vu vơ. Khi ấy đứng dậy múa hát, cũng có lúc anh ca khiến cả nhà giận mình. Thật sự niềm đam mê đã ăn vào xương máu. Anh Diệp Lang nhớ nghề lắm, chắc vì xa nghề lâu quá nên nhớ, nhưng đành chịu hoàn cảnh gia đình thôi, bà bộc bạch. Bên cạnh đó, bà Thu Phong tiết lộ, chồng nhắc nhiều về Việt Nam, rất muốn về nước, nhưng sức khỏe không cho phép. Bà ký có lần vợ chồng cùng mua vé để bay về, nhưng sắp đến ra sân bay thì ông lại tăng lên sông, đành hủy. Sau 10 năm định cư ở hải ngoại và nhiều năm xa ánh đèn sân khấu, nhưng cho khi nào nghệ sĩ Diệp Lang thôi nhớ nghề, nhớ sân khấu, không đêm nào ngủ mà không nằm chim bao thấy mình đang hát. Đang đứng trên sân khấu, rồi tôi ngồi dậy tôi ca, nhớ nghề lắm, cái nghề của tôi là đầu óc. Ngày bước ra sân khấu, tôi đau như ai cắt ruột vậy, giấc ngủ không yên, mình nằm mơ thấy mình đang diễn, nhưng thấy cứ sắp ra sân khấu là quên tuồng, ông nói. Vợ nghệ sĩ Diệp Lang tâm sự, nhiều người không hiểu lý do vì sao ông rời sân khấu sang Mỹ nên né tránh, làm ông rất buồn lòng. Ngày anh được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, anh hứa sẽ phục vụ sân khấu đến hơi thở cuối cùng. Ở xa quê hương, nghệ sĩ Diệp Lang vẫn luôn hướng về sân khấu quê nhà. Ông thường mở các video cải lương xem đợi nhớ nghề. Nếu có dịp gặp gỡ đàn em, sẽ chí lại kinh nghiệm, vô cùng tâm huyết. Hễ có ai qua đời, ông thường xót xa, mong muốn gửi lời chia buồn cùng gia đình. Ông rưng rưng xúc động khi khán giả tìm được và tiết lộ mọi người nhớ mình, mong gặp lại ông trên sân khấu. Diệp Lang tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941 tại Đa Sa Đéc, Đồng Tháp. Khoảng 13 tuổi, ông theo cha là thầy đàn ba Diệp lên Sài Gòn. Theo đoàn cải lương Kim Thoa, vai khép độc ghi dấu ấn đầu tiên của nghệ sĩ Diệp Lang là ở đoàn Kim Trướng. Trong vở Hai Chiều Ly Biệt, nghệ sĩ Diệp Lang được xếp vào hạng kép độc hay nhất của sân khấu cải lương. Nhắc đến Diệp Lang thì không thể nhắc đến các vai diễn ấn tượng như Ông Sáu Nửa Đời Hương Phấn, Hai Tâm Áo Cưới Trước Cổng Chùa, vai một ông lão nông Đồng Tháp trong Người Trừ Mộ, ông Hội Đồng Thăng trong vở Đời Cù Liệu. Năm 1963, nghệ sĩ Diệp Lang đặt giải Thanh Tâm, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân gian dân vào năm 2003. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích
hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.